Chào mọi người, chào các anh chị em Phật sĩ nha. Hôm nay mình chia sẻ anh chị em cái cách để mà vá cái lỗ bánh xe khi mà bánh xe hơi mình chạy đó, trên đường mình bị cán đinh ha. Thì cán đinh nó có tới bánh xe mà để mà lủng lỗ đó, cán đinh hoặc là nói chung là có khoảng chừng 5 cái cách vá ha. Cách vá từ bình thường cho tới chuyên nghiệp nhất. Thì trường hợp mà chạy ở trên đường đó thì cán mấy cái đinh, mấy cái vật mà tròn ha, một vật tròn hoặc là cái vật nhỏ thì mình vá theo cái kiểu bình dân nha, cái kiểu mà mình sẽ làm trong video này nè. Tại vì nếu mà ở nhà mình á thì mình có đồ nghề thì mình vá theo cái kiểu chuyên nghiệp, giống kiểu mà vá ép ha, vá ép như vá vỏ xe ruột xe đạp ở bên Việt Nam đó, đó. Vá ép bơm hơi rồi đó, thì những cái loại như vá ép như vậy hoặc là có nhiều cái loại keo mà ở những cái tiệm mà chuyên nghiệp á, họ tháo cái vỏ ra rồi họ mài ha, họ dùng mấy cái cục mà để chải đó, người ta gắn vô cái súng khoan á, súng khoan hoặc là bằng hơi hoặc là bằng điện á, tao cắm vô tao mài ở bên trong cái vỏ đó ha, rồi dán keo đắp cái miếng đó lên. Thì cái trường hợp đó thì nó giống như gì nè ha, giống như mấy cục đá mài gì nè, mình gắn vô cái súng hơi ha đó, rồi mài chà xung quanh cái lỗ lủng đó, rồi dán keo lên. Dán keo bỏ cái này lên đắp vô rồi xong ở bên trong ha. Thì mấy cái trường hợp này á, thì chỉ làm ở nhà thôi, có đồ nghề mình làm ở nhà hoặc là vá ép có những cái miếng nó bán ở ngoài tiệm xe đó, nó có một cái miếng cao su mà vá ép nó giống miếng cao su gì, nó dày hơn ha, nó dày hơn cái này đó. Rồi ở giữa này nè, ở giữa nó có một cái cọng cao su dài ra ha, dài ra nó làm ở trên nhỏ cho tới lần xuống đây nó bự ha. À, thì nó khi mà nó làm đó thì nó mới mài xong cái nó tha keo á, để dưới nó đúc vô cái lỗ này nè, nó rút hết lên trên xong cái nó bật hộp quẹt lên đốt thì đốt cháy kiểu như là vá ép vậy đó, nó đốt. Thì đó là kiểu thứ hai, hoặc là nó mài ra nó làm ha, mài ra nó đắp ở trong á. Nói chung là cũng nhiều kiểu lắm, mà mình biết được 5 kiểu, nhưng mà mình trong video mình chỉ nói kiểu này thôi. Thì cái trường hợp mà kiếm cán cái đinh qua đó, nó lủng lỗ ở giữa đường ha, thì mình xem mình chạy trên đường mà, chạy trên đường thì mình phải làm theo kiểu này thôi, chứ đâu có máy bơm hay này kia bơm đâu. Ok, thì nó có cái trường hợp vì trước tiên đó là mình khi mà anh chị em phát hiện được là cái bánh xe mình đã cán cái đinh rồi ha, cán cái đinh rồi thì có những cái loại đinh, trường hợp mà mình lấy nước đó, lấy một miếng nước hoặc là mình nếu ở trên đường đó mình dùng lấy cái bình nước không á, mình đổ lên ha đó, mình tha lên xung quanh cái lỗ chỗ cán đinh đó, mà mình không thấy cái bong bóng nó xì lên á, là nghĩa là cái nó có xì hơi ha. Đó, này lên bọt nè, là nó có xì hơi. Thì nếu mà nó xì hơi mà xì ít á thì mình có thể để như vậy luôn mình chạy ha, xì ít hoặc là không xì nha. Xì ít hoặc là không xì thì có thể mình để đó mình chạy cũng được vài chục cây số ha, rồi mình kiểm tra đó. Rồi nếu mà mình thấy mà nếu mà nó xì mau đó, xì ào ào lên mau đó, thì mình vá luôn. Ok, còn trường hợp mà nó không xì thôi để đó, trường hợp nó những cái đinh tròn mà nó như gì mà nó đâm lủng xuống dưới đó ha, đâm lủng xuống dưới đó mà mình kiểm tra mình nhìn thấy cái đầu đinh rồi đó, lủng vô rồi, nhưng mà mình kiểm tra nước vô mà mình thấy nó không có sùi bọt lên đó, có nghĩa là cái lỗ đó không sao, thì mình để đó mình xài luôn, chạy luôn ha. Rồi thỉnh thoảng kiểm tra lại thì coi nó làm sao, vài tiếng đồng hồ hay là 1-2 ngày gì đó mình kiểm tra, mình thấy nếu mà nó không xì luôn thì để ở trong đó luôn, chứ không nên rút ra nha. Tại vì khi anh chị em rút ra rồi thì bắt đầu ngay cái lỗ đó nó mới xì hơi ra, mà khi mình quyết định là mình sẽ vá nó, cho nên là mình rút ra để mình vá, còn không thì thôi, nếu nó không xì hơi thì thôi để nó ở trong đó luôn ha, cho nó kín hơi luôn, chứ mình rút ra cái là nó từ đó nó xì tiếp. Ok, rồi trường hợp như thế này thì mình có bỏ nước ở nhà, mình có bỏ miếng xà bông nè ha, miếng xà phòng lên đó để cho nó xì bọt lên cho mình dễ thấy, còn mà trên đường thì mình chơi nước lạnh cũng được, hoặc là quá lắm thì nhổ nước miếng vô ha, nước miếng vô kiểm tra. Tại vì mình cố tình làm cái video này cho nên là mình phải đâm cho bánh xe này lủng để sửa cho làm video cho anh chị em xem, chứ còn bánh xe này thì nó không có lủng ha. Đây là cái chiêu này mình xài 20 năm nay rồi, thì mình 20 năm nay trong quá trình mình đi lượm lon đó thì mỗi ngày nó lủng từ ít nhất là 2 lỗ,
nhiều nhất là 5 lỗ ha. Thì cho 4 cái bánh luôn. Đó, nó lủng lung tung vậy đó. Cho nên là mỗi ngày là mình vá 2-3 lỗ là chuyện bình thường trong cái quá trình mình đi lượm lon ha. Thì mình mua cái bộ đồ nghề. Ở ngoài tiệm đó, tiệm xe xe thì nó bán một cái bịch ha, một cái bịch khoảng chừng 7 đô. Thì nó có hai cái cây này. Ha, hai cái cây này, một cây này á là để mình cầm nè ha. Mình rút cái cây đinh ra rồi rồi mình chọt vô ha. Chọt vô mình ấy ra ấy vô mình cà để cho nó giống như trong bánh xe này nó có nước cái hơi á, nó có nước hoặc là nó bị dơ hoặc đất cát đồ vô đó, nó không ăn keo ha, cho nên là mình phải chà lên chà xuống để cho mình làm mới cái lỗ lại ha, để cho nó dễ ăn keo. Rồi còn cái cây này á là nó để là để gắn cái này vô. Một cái miếng như vậy á là mình một cái cây dài như vậy nè. Thì mình sẽ cắt nó làm hai ra ha, mình xài cho một lỗ ha. Cắt làm hai ra xài cho một lỗ. Chứ xài gì nó dư nó phí phạm lắm. Rồi cái này là cái keo và ở nó có thêm một cái bình keo nữa ha, nó kêu là rubber cement á. Ha. Đó, rubber cement. Cái keo này nó trơn, nó giống như là cái keo mà mình vá ruột xe đạp đó. Thì rubber cement này là nó vá cho kính thưa các loại cao su ha. Đó, kính thưa các loại cao su, nó trị cao su mà. Đó, thì khi mà mình cắt ra xong mình thoa cái này lên trên cái cây này ha. Thoa lên cho nó trơn thì trong quá trình trơn mình sẽ đút vô trong cái lỗ. Đó, thì khi mình đút vô cái lỗ nó xuống nó ăn rất là dễ ha, nó giúp cho trơn á. Dễ, nhưng mà khoảng chừng 3-4 phút sau đó thì cái keo này nè nó bay bốc hơi bay đi thì nó để lại cái chất keo lại nha, để lại chất keo lại, nó bám dính vô trong cái miếng này và nó dính vô trong cái cao su luôn, cái không xì. Ok rồi, cái như đó thôi. Giờ việc trước tiên là mình lấy cái đồ ấy mình kệ cái đinh này ra nha. Mình cà cho nó ấy ra chứ không gì sợ hết nha. Đó, cà 2-3 lần để cho cái lỗ nó thông nó dễ. Trên đường không có kéo cắt thì mình chơi để nguyên cây này mình ấy luôn cũng được. Còn mình xe mình có đồ nghề hết đi theo đầy đủ đó. Kèm búa, dao kéo, vít tu vít, xuống khoan, đó, đầy đủ thì mình làm theo kiểu đầy đủ. Còn không có thì chơi theo kiểu không có ha. Xế keo này đây hiện tại thì nó chỉ dính hơi hơi thôi à, ha. Chưa có keo kia vô cho nên là nó dính hơi hơi gì thôi, mình bóc ra. Đây nó có cái khứa nè, tức là mình chỉ có đẩy xuống ha, đẩy xuống nó không rớt ra, nhưng mà mình giật lên á, giật ngược lên lại thì nó rớt ra cái kẽ này ha. Mình bỏ vô làm hai, vô làm đôi đây nè. Đó, làm đôi vậy ha. Bắt đầu mình lấy cái keo này mình nhỏ vô. Để lâu ngày không xài ở quầy ấy nó lạnh nó khô keo. Lạnh keo nó muốn khô à. Chỗ nào mua bình mới à. Ha, thoa lên. Keo nó còn ướt á thì mình bỏ vô cái ha, nó rất là trơn nha. Nó trơn y như mỡ bò vậy đó, như nhớt vậy đó, rất là trơn. Thì mình nhấn vô trong đó rút ra để mấy phút sau là nó hết. Rồi, chị em nhét xuống mà mình thấy nó vô hết một nửa rồi ha. Nửa trong, nửa ngoài gì là ok rồi ha. Đó. Tại vì mấy cái này khi mà mình chạy đó, khi mà một hồi nữa nó khô đó, thì mình chạy mấy cái cát với lại bụi đường á, nó ăn lên cái là nó đẹp, nó về xuống luôn, nó dính ở đây luôn ha. Nó không có tuột ra. Rồi, để chờ cho ăn tí nữa nó khô rồi
cỡ 5 phút sau nó khô rồi mình gắn vô mình chạy ha. Và mình mua kèm theo trên xe mình cái bình này ha, tại vì cái này là những cái chương trình mình đi từ cái đi xuyên bang đồ chơi hoặc lên núi lên rừng cắm trại rồi đó, nhiều khi phải mua cái hộp này ha, hộp dán này rồi kèm theo một cái bình này nữa. Cái bình này nó để cho vá những bánh xe xì, thì ở trong này nó có cái chất keo ha, chất keo để mà vá những cái chỗ mà lỗ lỗ mọt đó, lỗ xì lỗ mọt đó, là nó chạy ở trong bánh xe là nó bít hết luôn, nó bít hết các lỗ mọt lỗ mọt. Nhưng mà trường hợp này là mình trường hợp mình chơi mình tháo ốc ra luôn rồi ha, tháo ốc ra luôn đó, mình giá gì để cho chắc thôi, chứ đúng ra là nếu mà nó xài mua cái bình này không thì cũng được rồi, nhưng mà mình thì mình chơi cái kia xong mình chơi bình này luôn đó. Thì ở đây là nó dùng cho cái các loại xe ha, xe truck rồi SUV hay là van 4x4, motorcycle gì đều xài được hết ha. Thì ở đây nó có nói mình là cái này ha, cái dạng nó để cái hình cái đinh lủng đó, đinh lủng bánh xe xì nè ha, thì mình tháo ra mình bơm. Ở đây nó kêu mình dặn cái van qua phía bên giống như vặn ra đó khoảng từ 4 giờ cho tới 8 giờ theo như cái giờ đồng hồ đó. Rồi mình bỏ cái này, cái bình này mình lắc, mình sóc ha, sóc lên khoảng 30 giây, sóc lên trước khi mình bỏ vô đó, thì sóc xong mới mình mở van ra mình bỏ vô mình bơm. Thiệt ra cái van đó mình đâu có cái đồ để mà tháo ha, trong này nó có đồ tháo rồi, nhưng mà mình thì thường thì mình không cần tháo luôn, mình cứ bỏ vô cái van đó đó, bỏ vô cái van mình vặn lại thôi, mình vặn cho kín rồi xong mình bóp cái đầu này này nó xịt vô trong thôi. Thì cái bình này nó bơm lên khoảng chừng 30 PSI nha. Đó, bánh xe thường thường mình thấy bánh xe này xì rồi đó, mình bơm hết cái bình này chưa hết đâu, khoảng chừng 2 phần cái bình này thì mình thấy bánh xe nó đã lên tới khoảng 30 PSI rồi ha. Đó, như đó chạy được rồi bơm hết cái bình này thì nó cũng là nó cứng cái bánh xe luôn. Mình tại vì trên đường hay trên rừng trên núi mình đâu có bơm đâu bơm ha. Cho nên là mình cái này nó có nén hơi trong này luôn, thì nó vừa kêu mà vừa hơi ha. Đó, xịt vô. Thì nó nói mình ở đây là trong cái quá trình mà mình sóc nó khoảng chừng 30 giây, sóc xong mình bỏ vào đó mình bóp cái này xuống ha. Cái vàng nút vàng này bóp xuống cho nó vô trong đó. Bóp cho khi mình cảm thấy bánh xe đủ căng rồi ha. Đủ căng được là mình ấy. Rồi cái khi cái quá trình mà mình đang còn bóp để cho nó xịt cái keo này vô trong bánh á thì mình không có được lắc nữa. Thì nó nói chỉ gì thôi chứ nó không có đề đây là bao nhiêu PSI ha, nhưng mà mình đoán bơm vô thì nó rất là cứng. Mấy mình thường dùng để mình vá mấy cái bánh xe cắt cỏ rồi đó. Đó, mấy bánh xe nhỏ 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 đó, hoặc là bánh xe scooter, mấy xe gắn máy rồi đó. Nhưng mà này bánh xe hơi thì chưa tới bình này thì nó cũng đầy cứng rồi. Rồi sóc lên như ở đây nó có cái đầu ha, đầu như cái van bơm mình thôi. Đây. Tại đường nào mình cũng bơm trong đây nó xịt vô trong cái bình cái này rồi ha. Nút vàng ở đây ha, bấm xuống nè. Em thấy không? Đó. Xịt vô trong. Không xì ha. Ok. Cái này nó làm gì đó rất là đơn giản mà tiện nữa. Thành ra là mình trong quá trình mình đi lượm lon 20 năm đó thì mình vá cái này rất là nhiều rồi, nhiều lần. Không có lần nào mà xì hết á ha. Vá là chạy vô tư. Chạy mấy năm cũng không xì. Mình chốt lại một điều á là nếu mà anh chị em mà ở nhà nếu mà mình có cái bình bơm hơi á ha, air compressor đó, cái bình bơm hơi đó thì mình vá theo kiểu này cũng được. Ok, vá xong rồi mình bơm lên thôi ha. Để khoảng chừng
Khi mà cái bánh xe mà nó cứng quá đó, nó cứng thì mình vá nó cũng không được, thì mình xì hơi bớt nha. Xì hơi bớt cho tới khi mình đè tay xuống á, mà nó mềm xuống á, ha. Thì chọt lên chọt xuống nó làm cho dễ, chứ mà để anh chị em mà để cái bánh mà nó cứng quá đó, thì mình chọt cái cây ấy vô mình cà đó, thì nó nặng cho mình, và mình đút cái này vô cũng khó ha. Hơi khó chút cho nên mình phải xì hơi cho nó mềm. Đừng có mềm lắm ha, nó còn khoảng chừng 2% thôi ha. Ví dụ 5% thì còn 2% thôi, đó xì hơn nữa. Rồi cái đó là ở nhà ha, là mình vá ở nhà có bình bơm hơi thì mình vá kiểu này là chạy bình thường. Còn nếu mà mình khi mà mình đi ở ở núi hay là trên đường mình đi xa rồi đi chơi rồi đó, đi du lịch đi chơi rồi, hoặc là đi xuyên bang từ tiểu bang này qua tiểu bang khác đó, thì mình phát hiện là ở trong nó có xì mà mình nhìn mình thấy được cái cây đinh luôn, nó ăn vô trong luôn, thì mình để yên cây đinh trong đó, đừng có tháo ra nha. Tại vì khi mình tháo ra đó thì nó bay hơi đi, mà cái bình này nhiều khi mình làm nó không có đủ á, ha. Cho nên là mình cứ để yên cái cây đinh trong đó, đừng có tháo ra, và mình chỉ sử dụng cái bình này thôi. Ok, chỉ sử dụng cái bình này thôi đó. Tại vì cái bình này á, nó vừa bơm hơi mà nó vừa bít những cái lỗ ấy luôn, nó có keo ở trong này nè, nó vừa bít mấy cái lỗ mà lỗ mọt á, thì những cái chỗ mà nó xì xung quanh mấy cái cây đinh á, cái xoắn xoắn đó đó, nó xì thì đó, thì cái bình này vô nó bít lại cái cây đinh đó, thì mình chỉ xài cái bình này thôi mà không cần vá kiểu này. Ok chưa? Rồi khi mà mình chạy về nhà đó thì mình lại lấy ra mình vá cái kiểu này mà mình không cần cái bình này, mình chỉ dùng cái bình xin bình ấy thôi, bình bơm hơi mình bơm lên thôi ha. Rồi ok vậy thôi ha. Bình này thì mua ở ngoài nó có nhiều nhiều chỗ lắm, 7-Eleven á, mấy cây xăng đồ này kia là có bán hết, khoảng chừng 7 đô 6-7 đô diện bình này thôi ha. Mua để sẵn cái bình này và một cái bộ đồ nghề này, là mình đi núi đi rừng câu cá rồi chơi á, mình không sợ bị lủng ở trên núi trên rừng rồi đó. Mất công gọi xe thô hoặc là gọi người nhà tới kéo giúp đồ mệt lắm ha. Mua này về mình chơi luôn. Ok.